Chào các bạn, hôm nay cửa hàng mình mới về một cái con Luckman 505S2 La Mã. Đây là cái con kế tiếp của dòng 505 vốn đã rất là thành công. Thì đây là cái dòng mà dòng chữ ký với hai VO ở chính giữa rất là đẹp và một cái logo Luckman hình chữ dòng chữ ký. Bên tay phải là volume, bên tay trái là chuyển cổng, có remote kèm theo. Remote chúng ta có thể chuyển đầy đủ các cổng như là CD, như là recorder, line 1, line 2 thử này. Line 1 này, line 2 này. CD là cổng này nha. Đó, nó sẽ quay cái motor để chọn cổng. Red 1, Red là recorder, Red 2. Con này có cả cổng phono nữa nha. Rồi, cái cổng tuner á, thì nó không có ghi trên remote này mà nó thay thế bằng chữ CD, SACD. Đó, còn cái cổng CD bên này thì là CD. Mặt tiền cực kỳ đẹp, không có một điểm chê con này. Trên lưng của nó là thiết kế má gỗ rất là sang. Con này thì chúng ta có thể đánh được loa từ 4 ô, gắn cọc bắp chuối cũng được, mà cọc ba RC, cọc mỏ chim cũng được. Nó có cả cổng ba lăng, cổng RCA, speaker AB. Nguồn điện là 100V nha. Giá rất là hợp lý luôn. Chỉ có 32.800. 32.800 cho cái con Luckman 505S2 La Mã này. Quá rẻ luôn. Ốp gỗ còn rất là đẹp nha. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem cái nội thất của cái con Luckman 505S2 La Mã này. Chúng ta cùng nhau xem bên trong nha. Chào các bạn, hôm nay cửa hàng mình mới về một cái con Luckman 505S2 La Mã. Đây là cái con kế tiếp của dòng 505 vốn đã rất là thành công. Thì đây là cái dòng mà dòng chữ ký với hai VO ở chính giữa rất là đẹp và một cái logo Luckman hình chữ dòng chữ ký. Bên tay phải là volume, bên tay trái là chuyển cổng, có remote kèm theo. Remote chúng ta có thể chuyển đầy đủ các cổng như là CD, như là recorder, line 1, line 2 thử này. Line 1 này, line 2 này. CD là cổng này nha. Đó, nó sẽ quay cái motor để chọn cổng. Red 1, Red là recorder, Red 2. Con này có cả cổng phono nữa nha. Rồi, cái cổng tuner á, thì nó không có ghi trên remote này mà nó thay thế bằng chữ CD, SACD. Đó, còn cái cổng CD bên này thì là CD. Mặt tiền cực kỳ đẹp, không có một điểm chê con này. Trên lưng của nó là thiết kế má gỗ rất là sang. Con này thì chúng ta có thể đánh được loa từ 4 ô, gắn cọc bắp chuối cũng được, mà cọc ba RC, cọc mỏ chim cũng được. Nó có cả cổng ba lăng, cổng RCA, speaker AB. Nguồn điện là 100V nha. Giá rất là hợp lý luôn. Chỉ có 32.800. 32.800 cho cái con Luckman 505S2 La Mã này. Quá rẻ luôn. Ốp gỗ còn rất là đẹp nha. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm. Bây giờ mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem cái nội thất của cái con Luckman 505S2 La Mã này. Chúng ta cùng nhau xem bên trong nha. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do
when lightning strikes me, and I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word? Có đến chốn không gian mù xa,
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa, để ta vui sống với những trái ngang dấu trong cuộc đời. Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui. Và trong đêm tối long lanh những ánh sao rơi lặng yên, nhẹ như gió em môi em run run hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau, bóng em dần sâu đuôi đồi vút cao. Gió mưa trôi đi để hồn chim vào lãng quên. Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa. Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa, để ta vui sống với những trái ngang dấu trong cuộc đời. Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui. Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh công, muộn phiền theo tháng năm. Nhưng đã nồng khổ đau với tình yêu em. Em hỏi tôi đã biết thở dài xa xôi. Em hỏi tôi đã có ngậm ngùi chia phôi. Em
làm sao hồn tôi giờ đây úa nhau trong đêm thâu gọi tên lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiến đá nằm trăm năm như ngàn năm, người cũng đã băn khoăn. Băn khoăn.